giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Gia Bảo, anh trai Cindy Lư nói gì khi em gái yêu bản thân của chồng cũ? Gia Bảo từng phản đối gay gắt khi em gái kết hôn với Hoài Lâm. Thế nhưng, khi Cindy Lư hẹn hò với bạn thân của chồng cũ, Gia Bảo lại có thái độ khác. Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng đang bàn tán xôn xao chuyện ca sĩ Đạt Tri đang hẹn hò Cindy Lư, vợ cũ của Hoài Lâm. Thông tin này ngay lập tức hứng chịu dư luận trái chiều bởi Đạt Tri là bạn thân của Hoài Lâm. Tối ngày 2 tháng 5, Đạt Tri chính thức xác nhận chuyện tình cảm, đồng thời lên tiếng bảo vệ Cindy Lư khi cô bị hứng nhiều đả kích từ dư luận. Về phía Hoài Lâm, anh ra sản phẩm âm nhạc mới và tuyên bố xóa tất cả các bình luận liên quan tới ồn ào của vợ cũ và bạn thân. Riêng diễn viên Gia Bảo từng phản đối gay gắt chuyện tình của em gái và Hoài Lâm, nhưng lần này anh không hề có động thái nào trên mạng xã hội. Liên lạc với anh qua điện thoại, Gia Bảo nói: "Tôi không trả lời vì đó là chuyện riêng, không dính tới tôi, không phải chuyện của tôi, nói ra sẽ ảnh hưởng người khác. Xưa, đã một lần tôi trả lời chuyện của Hoài Lâm với em gái và bị dính trấu tùm lum rồi, nên tôi xin phép không nói về chuyện này, nó cũng nhạy cảm." Tuy không có bình luận gì về chuyện tình cảm của em gái với Đạt Tri, nhưng trên Facebook của giọng ca Bánh Mì đã phần nào nói lên mối quan hệ thân thiết giữa anh và gia đình Cindy Lư. Tiệc sinh nhật gần đây nhất của Cindy Lư, Đạt Tri cũng có mặt, anh còn chụp ảnh chung với Gia Bảo vô cùng gần gũi. Sau đổ vỡ hôn nhân với Hoài Lâm, Cindy Lư đã trưởng thành hơn sau những tổn thương. Cô là mẹ của hai đứa con và việc tự đưa ra quyết định cho chuyện tình cảm của mình mà không cần sự can thiệp từ gia đình cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, yêu ai, hẹn hò ai cũng là việc cá nhân, người thân khó có quyền định đoạt giúp cô. Trước đó, Cindy Lư từng có gần 10 năm gắn bó với Hoài Lâm. Đến giữa năm 2020, cả hai chia tay dù đã có hai cô con gái ngoan ngoãn, xinh xắn. Về lý do tan vỡ, Cindy Lư thừa nhận mình là người thực tế, còn chồng cũ lại có tính nghệ sĩ. Cô không oán trách Hoài Lâm khi hôn nhân không thể giữ gìn, mà cầu chúc cho nam ca sĩ trưởng thành, sống vui vẻ và không mắc phải sai lầm. Điểm chung trong hai cuộc tình của Cindy Lư tất cả đều rất ồn ào và có nhiều thông tin bên lề, được cư dân mạng quan tâm. Nhưng bỏ qua những câu chuyện không rõ đúng sai, bà mẹ hai con còn được nhận định là người không chỉ xinh đẹp mà còn rất nhanh nhẹn tài năng. Và các bạn đã quan tâm và theo dõi video, hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.